kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Mạng lưới giúp Mỹ có thể chuyển vũ khí thần tốc cho Ukraine. Có kho dự trữ vũ khí lớn ở Mỹ và châu Âu, lầu năm góc sẵn sàng chuyển tới Ukraine ngay lập tức nếu gói viện trợ được thông qua. Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu về dự luật tài trợ Ukraine vào 13 giờ miền đông Mỹ ngày 20 tháng 4 tức 0 giờ ngày 21 tháng 4 giờ Hà Nội sau nhiều tháng trì hoãn Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ ký ngay lập tức nếu Quốc hội thông qua dự luật khoản viện trợ là thứ Ukraine và các đồng minh đã liên tục thúc giục khi Kiev đang lâm vào cảnh thiếu đạn dược Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns hôm 18 tháng 4 cho hay hai lữ đoàn Ukraine với hơn 2.000 binh sĩ chỉ được bắn 15 quả đạn pháo và 42 quả đạn cối mỗi ngày Ông cảnh báo Kiev sẽ thất bại trước Moscow vào cuối năm nay nếu không nhận được viện trợ bổ sung từ Washington. Một câu hỏi được đặt ra là nếu gói viện trợ được thông qua, vũ khí sẽ đến tay Ukraine nhanh đến mức nào để giúp họ đối phó khi Nga đang ngày một giành được nhiều lợi thế sau khi chiếm được thành Adipka. Theo AP, Lầu Năm Góc có thể chuyển vũ khí đến tay Ukraine chỉ vài ngày sau khi Quốc hội phê chuẩn gói viện trợ nếu sử dụng thẩm quyền chi ngân sách của Tổng thống BDA. Đây là cơ chế giúp quân đội Mỹ rút vũ khí ngay lập tức khỏi kho dự trữ. Lầu Năm Góc từng dùng BDA để gửi hàng tỷ USD đạn dược, bệ phóng tên lửa phòng không, xe tăng, xe chở quân và các thiết bị khác tới Ukraine. Chúng ta từng thấy rất nhiều lần vũ khí được chuyển giao thông qua BDA, Brad Bowman, chuyên gia cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại Washington nói. Những vũ khí đó được lấy từ các căn cứ hay cơ sở dự trữ ở Mỹ hoặc từ các địa điểm ở châu Âu nơi Washington lâu nay đã tăng cường chuyển trang thiết bị tới nhằm cắt giảm thời gian cần thiết để chuyển giao sau khi chính phủ phê duyệt nguồn tài trợ. Lầu Năm Góc có các cơ sở lưu trữ vũ khí khổng lồ ở Mỹ với hàng triệu viên đạn đủ kích cỡ, sẵn sàng sử dụng trong trường hợp xung đột bùng nổ. Ví dụ, nhà máy đạn dược quân đội Missy Alector ở Oklahoma có nhiệm vụ lấp đầy 435 container vận chuyển. Mỗi container có sức chứa 15 tấn đạn dược. Nếu Tổng thống ra lệnh, Cơ sở này cũng là nơi lưu trụ chính, một trong những loại đạn dược được sử dụng nhiều nhất trên chiến trường Ukraine, đạn pháo 155mm. Nhu cầu của Ukraine đối với đạn pháo 155mm đã gây áp lực không nhỏ lên kho dự trữ của Mỹ, buộc quân đội phải tìm kiếm nguồn cung từ những nơi khác. Kết quả là hàng chục nghìn viên đạn 155mm đã được chuyển từ Hàn Quốc về Missy Alector để trang bị thêm cho Ukraine. Theo một quan chức quân sự Mỹ, Washington sẽ có thể gửi một số loại đạn dược gần như ngay lập tức tới Kiev vì họ có kho chứa ở châu Âu. Trong số đó, có đạn 155mm và các loại đạn pháo khác cùng với một số loại đạn phòng không. Một loạt cơ sở tại Đức, Ba Lan và các đồng minh châu Âu khác cũng đang giúp Ukraine bảo dưỡng, sửa chữa và huấn luyện họ sử dụng những hệ thống được gửi ra mặt trận. Chẳng hạn, Berlin đã thành lập một trung tâm bảo trì cho đội xe tăng Leopard 2 của Kiev ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine. Những cơ sở lân cận như vậy giúp Ukraine đẩy nhanh tốc độ sửa chữa để tiếp tục sử dụng hệ thống của phương Tây. Giám đốc Sia nhấn mạnh với tình hình chiến sự hiện nay, yếu tố nhanh là tối quan trọng. Chúng tôi có một mạng lưới hậu cần rất mạnh mẽ cho phép vận chuyển trang thiết bị một cách thần tốc, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Park Raider khẳng định. Gói viện trợ của Mỹ, cơn mưa rào giữa nắng hạn cho Ukraine. Mỹ dự kiến sớm cung cấp đạn pháo và hệ thống phòng không cho Ukraine sau khi gói viện trợ qua ải Hạ Viện, đánh dấu tín hiệu tích cực với Kiev khi họ đang gặp khó trên chiến trường. Sau nhiều tháng tranh cãi, Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine với tỷ lệ 311 thuận, 112 chống. 23 tỷ USD trong gói chi tiêu sẽ được dùng để lấp đầy kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ, tạo điều kiện cho nước này có thể chuyển giao thêm khí tài cho Ukraine. 14 tỷ USD sẽ được chi cho chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, trong đó Lầu Năm Góc sẽ mua vũ khí đời mới cho Kiev từ các nhà thầu quốc phòng trong nước. Hơn 11 tỷ USD dùng để tài trợ cho các hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ ở khu vực, nâng cao năng lực của quân đội Ukraine và thúc đẩy hợp tác tình báo giữa Kiev và Washington. Khoảng 8 tỷ USD là hỗ trợ phi quân sự, như giúp chính phủ Ukraine trang trải các hoạt động cơ bản, bao gồm trả lương cho công nhân viên chức và lương hưu. Dự luật dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ ngày 23 tháng 4 trước khi chuyển cho Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Quá trình này nhiều khả năng sẽ diễn ra nhanh chóng, không vấp phải nhiều rào cản như tại Hạ viện Mỹ. Các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên tuần trước cho biết, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn các thùng vũ khí, thiết bị quân sự để có thể cung cấp cho Ukraine ngay sau khi gói viện trợ được thông qua. Một số thiết bị đã được cất sẵn ở các nước châu Âu và có thể tới tay Ukraine chỉ trong vài ngày. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 18 tháng 4 cho biết Mỹ có mạng lưới hậu cần rất mạnh mẽ, cho phép vận chuyển trang thiết bị một cách thần tốc. Chúng tôi hoàn toàn hiểu tình thế cấp bách hiện nay và sẵn sàng nhanh chóng hành động, ông khẳng định. Các viện trợ quân sự khác của Mỹ nhiều khả năng sẽ tới tay Ukraine trong những tuần tiếp theo. Hiện tại, các thành phần cụ thể trong gói vũ khí viện trợ Ukraine chưa được công khai. Tuy nhiên, hai thứ quan trọng chắc chắn sẽ được cấp rút bàn giao là đạn pháo và hệ thống phòng không. Ukraine đang cạn kiệt đạn pháo 155mm chuẩn NATO, một trong những lý do khiến quân đội nước này hồi giữa tháng 2 phải rút khỏi Adipka, thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 4 thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát được làng Bodanovka tại Donetsk. Qua đó, gia tăng áp lực lên thành trì Chashopya ở cách đó 3 km. Chiếm được Chashopya sẽ giúp quân đội Nga có thể tiến xa hơn về phía thành phố Kamatov, đô thị lớn cuối cùng của Ukraine còn giữ ở vùng Donbass và các khu vực lân cận. Các quốc gia châu Âu những tuần gần đây đạt một số thành công trong việc mua thêm đạn pháo cho Ukraine, song số lượng được đánh giá là chưa đủ để giúp Kiev lật ngược thế áp đảo về hỏa lực pháo binh và đối phương trên chiến trường. Về vấn đề phòng không, tác động tiêu cực của việc Ukraine cạn kiệt dần đạn tên lửa đang được thể hiện rõ trong những tuần gần đây. Trong phần lớn năm 2023, các cuộc tập kích tầm xa của Nga vào thủ đô Kiev đã diễn ra không thành công, hầu hết tên lửa máy bay không người lái UAV tự sát do Moscow phóng đã bị đánh chặn bởi lưới phòng không được xây dựng từ các tổ hợp hiện đại do phương Tây cung cấp như Patriot. Tình hình trở nên khác biệt hoàn toàn trong năm 2024. Lực lượng nga đã nhiều lần tập kích thành công Kiev từ đầu năm. Đáng chú ý nhất là cuộc tấn công khiến nhà máy nhiệt điện Chibilia bị phá hủy hôm 11 tháng 4. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đối phương đã phóng tổng cộng 11 tên lửa về phía nhà máy. Phòng không nước này bắn hạ thành công 7 quả đạn, xong 4 quả còn lại đã phá hủy Chipilia. Vì sao ư? Bởi vì chúng tôi không còn tên lửa để bảo vệ nhà máy, ông Zelensky nói hôm 15 tháng 4. Tình hình tại các thành phố gần tiền tuyến của Ukraine thậm chí còn khó khăn hơn. Cà thủ phủ tỉnh cùng tên bị tên lửa UAV và bom lượn Nga tập kích hàng ngày, gây ra nhiều thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng thị trưởng Kakop Iho ngày 17 tháng 4 nói đô thị này đang đứng trước nguy cơ trở thành Aleppo thứ hai nếu không được cung cấp thêm hệ thống phòng không. Aleppo từng là thành phố lớn nhất của Syria, đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy từ năm 2011. Giới chuyên gia nhận định, viện trợ mà Mỹ sắp chuyển giao cho Ukraine chắc chắn sẽ cải thiện được tình thế của quân đội nước này trên chiến trường, giúp nước này có thể ứng phó với đà tiến công vụ bão hiện nay của Nga. Dù vậy, tình hình thực địa trong vài tuần tới dự kiến vẫn tương đối bấp bênh với Kiev. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, lượng vũ khí đạn dược mà Ukraine chuẩn bị tiếp nhận sẽ mang tới thách thức lớn về mặt hậu cần với nước này, do Kiev hiện không đủ khả năng phân phối ngay lập tức lượng vật tư nhiều như vậy trên khắp cả nước. Vì vậy, lực lượng Ukraine cũng như các thành phố tại nước này vẫn rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Nga trong thời gian tới theo isw nga nhận thức rõ điều này và nhiều khả năng sẽ tăng cường tập kích cả trên không và dưới mặt đất để tận dụng khoảng thời gian ukraine chưa hoàn thành việc tiếp nhận viện trợ của mỹ isw nhận định nga sẽ khó đạt được một đột phá lớn trên tiền tuyến trong thời gian ngắn như vậy song vẫn có khả năng thực hiện được một số bước tiến đáng kể moscow có thể ưu tiên nhắm mục tiêu vào các mặt trận mà lực lượng phòng thủ của ukraine đang bất ổn như khu vực phía tây adipka hay những nơi mà quân đội nga sắp đạt được mục tiêu chiến lược quan trọng như chasopia Viện nghiên cứu Mỹ cũng dự đoán Moscow sẽ tiếp tục tấn công vào các hạ tầng năng lượng của Kiev ở hậu phương nhằm khiến lực lượng Ukraine ở tiền tuyến bị phân tâm. Nga cũng có thể chuyển mục tiêu sang tập kích hạ tầng giao thông của đối phương nhằm hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phân bổ nhân lực và trang thiết bị tới các mặt trận quan trọng, ISW nhận định. Về lâu dài, Viện Nghiên cứu Mỹ kỳ vọng viện trợ của Washington sẽ giúp Ukraine có thể giữ vững được tiền tuyến và chặn đứng cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới của Nga, dự kiến diễn ra vào tháng 6. ISW cũng cho rằng, cục diện chiến trường trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có thể tiếp tục nhận được viện trợ từ phương Tây hay không, cũng như khả năng huy động nguồn lực cho chiến sự của Nga. Việc Mỹ sắp nối lại hỗ trợ an ninh cho Ukraine là bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, tính chất và kết quả của cuộc chiến sẽ được quyết định bởi các động thái sắp tới của Điện Kremlin, phương Tây và Ukraine, ISW viết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo